Trên đoạn này là người rất là đông nhá mọi người, đoạn này mà đi xe vào như chú này là đi rất là khó nhá mọi người, chỗ này là rất là đông, khu này rất đông người luôn. Vì ở đây là trung tâm chợ rồi mọi người, dưới kia là chợ nhưng mà ở đây hầu như là những hàng thiết yếu, những chợ để hết ở đây. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và video hôm nay thì mình như video trước mình đã nói, hôm nay thì mình sẽ đi chợ nhé mọi người. Hôm nay mình sẽ đi chợ. Mình sẽ đi chợ Tà Sinh Thàng. Thì do mình đến đây thì cái điều kiện nó không được như ý muốn nên là mình sẽ ăn video có thể sẽ chậm mất 1-2 ngày cho các bạn. Bình thường mình mất 3 ngày, 4 ngày là mình có video, nhưng mà đợt này đến đây thì không có sóng, không có mạng nên là video của mình áp cho các bạn sẽ bị chậm mất 2 ngày nhá. Thì video hôm nay thì mình sẽ đưa anh em và mọi người chúng ta đi chợ nhá. Bây giờ mình đang có mặt tại Tàu Tỉnh Làng 1, một cái thôn bản mà vùng sâu vùng xa. Thì bây giờ trời, mặt trời đang mọc rồi mọi người. Mọi người đang nhìn thấy này. Đó. Bây giờ mặt trời đang mọc ở đằng kia kìa. Xa tít ở đằng kia kìa. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Bây giờ thì vẫn còn rất sớm. Bây giờ thì chưa có 6 giờ. Bây giờ vẫn chưa có 6 giờ nhưng mặt trời đã mọc rồi mọi người. Ok mọi người hãy theo chân mình. Thì sáng nay anh em mình sẽ đi chợ. Và mình sẽ dẫn mọi người. Mọi người hãy đi theo mình và chúng ta cùng đi khám phá xem ở chợ hôm nay người ta bán cái gì nhá. Hello nha mọi người. Bây giờ thì anh đang đi lên trên chợ tỉnh nhá. Bây giờ mấy anh em mình đang đi lên chợ tỉnh. Bây giờ mấy người anh đã đi trước rồi. Bây giờ còn mình. Bây giờ mình đi sau. Và bây giờ mình trên đường đi chợ. Thì các bạn đừng quên đi theo mình và chúng ta đi xem ở trong chợ người ta có những gì mà người ta bán cái gì. Ok, let's go. Đây, trước mắt các bạn nhìn thấy ở đây là bến xe khách Tà Sinh Thàng. Bến xe khách này. Đây là bên cây xăng. Cây xăng dầu này. Còn sang bên kia nữa thì sẽ đi tới chợ. Đi một đoạn nữa là sẽ tới chợ nhá mọi người. Đây mọi người nhìn thấy cái biển rất là đẹp này. Đó. Tầm An Tông. Rồi, hiện giờ thì anh em mình đang đi vào chợ nhá. Mọi người theo dõi anh em mình. Đây nhá mọi người, bây giờ mình đang ở đầu chợ rồi. Thì bây giờ anh em mình đang đi vào trong chợ nhá. Bây giờ anh em mình đang cố đi qua. Đang đi một đoạn nữa. Đây anh em mình đi một đoạn như thế này nhá. Để xem chợ như thế nào. Mình đã đi vào trong chợ rồi. Thì chợ ở đây chủ yếu cũng là một số người dân trên địa bàn và người Kinh. Người ta đến đây, người ta buôn bán xong người ta cũng đi về. Đây thì có rất nhiều em sinh nhá. Rất nhiều em sinh xinh. Các anh em mình sẽ đi trò chuyện với vài cô và mấy em ở đây nhá. Nên mình sẽ đi qua một vòng chợ để cho các bạn xem. Đây này thì người ta bán gạo này mọi người. Bây giờ mình đi là trung tâm chợ. Đây các bạn nhìn này, chúng ta chợ Tà Sinh Thàng này, bên tổ chùa. Ở đây thì chợ ở dưới này thì người ta bán rất nhiều đồ nhá mọi người. Bây giờ mình chưa thấy có cái gì đặc biệt cả. Nếu mình đi mà có cái gì đặc biệt thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ đây uống chè này mọi người. Em bán thịt. Ở đây chợ ở đây người ta không quy hoạch
chỗ nào có chỗ bán thịt thì chỗ nào bán thịt thì chỉ nguyên thịt, mà ở đây hình như là người ta bán thích bán ở đâu cũng được mọi người. Rồi, cho anh chị thế thôi. Này mang bánh nha mọi người. Này bán gạo nếp này, có cơm. Này bán hương này mọi người. Bán hương này. Bán hương bán nhang nha mọi người. Đây. Đây là người người Mông nhá, người Mông cơ chùa. Để bán dao. Bán dao này. Cái dao rất đẹp luôn mọi người, nhưng mà nhìn như kiểu nó không sắc mấy. Người trên đường bán phúc thang, vòng tay, khuyên tay làm đẹp mọi người. Đang bán cả đồng nhé mọi người. Đây nha mọi người, bây giờ thì người đang trong dần nhé. Bây giờ đường đi bây giờ rất là khó rồi, người đi xô đẩy với nhau rồi. Bây giờ mà muốn đi vào đâu đó thì cứ phải mọi người cứ phải xô đẩy để tránh đường để đi. Nhưng bây giờ kín hết rồi. Đây có anh bán điện thoại. Rất là đông người nhé mọi người. Bây giờ chợ rất là đông người, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn chưa tìm được một cái món gì nó thú vị mà nó lạ lạ với mình. Thì mọi thứ này thì hầu như là ở quê mình cũng đã có rồi, thì mình cũng không dễ không khó để tìm ra những thứ này để bán chuối nhé. Đây nhá, và ông đất này, ông tổ này mọi người, rất là bây giờ cái này làm bánh như thế này. Đây toàn là những hoa quả rừng, trái cây ở trên rừng này, bí, rau, nói chung là rau ăn uống ở đây đủ thứ nhé mọi người. Mình sẽ đi qua xuống dưới này một tí xem sao. Bán đèm này, bán đèm pin, đèm điện, đủ thứ này. Trước mắt mọi người đang nhìn thấy ở đây chính là đầu chợ nhá mọi người. Bây giờ thì chưa có 9 giờ, bây giờ chưa có 9 giờ. Thì mọi người dân ở đây họ vẫn đang trên đường. Trên đường đến ở chợ, đi trên đường đi chợ tỉnh. Chợ này gọi là chợ Tà Sinh Thang nhé mọi người. Ở huyện Tà Sinh Thang của huyện xã Tà Sinh Thang của huyện Tuần Chùa. Thì bây giờ mọi người cũng đang rất là háo hức chờ đợi phải không ạ? Thì bây giờ mình cũng đang chờ đợi để mọi người đến đông đủ. Đây có MC Sinh ở đây rồi. Đó. Thì mình sẽ đi nói chuyện với em nhé. Đi bắt vợ nhé mọi người. Đây 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 đây. Ok, tí mình sẽ đi kiến cô em nào đó để mình nói chuyện. Mình bắt chuyện với em đó để mình sẽ nói chuyện với họ để xem bây giờ ở đây còn tiếp tục bắt vợ không nhé mọi người. Đi chợ để bắt vợ thôi. Ai mà bị ế mà ấy thì có thể ra đây xong mà xem có bắt được vợ không nhé mọi người. Trên đoạn này là người rất là đông nhé mọi người. Đoạn này mà đi xe vào những chú này là đi rất là khó nhá mọi người. Chỗ này là rất là đông. Chỗ này rất đông người luôn. Vì ở đây là trung tâm chợ rồi mọi người, dưới kia là chợ nhưng mà ở đây hầu như là những hàng thiết yếu, những chợ để hết ở đây. Đây mọi người, rất là đông người đây. Có những chị em rất là xinh này, bán gạo này, bán mọi thứ đầy đủ ở đây. Bây giờ mình chỉ chờ đợi thôi nhé mọi người, chờ đợi để đông người hơn thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Ok. Ok nha mọi người, bây giờ thì
mình đã thấy những người lo ai đi về rồi, thì chắc có lẽ bây giờ cũng chợ cũng chỉ đến giờ này thôi. Thì bây giờ là 10 giờ kém các bác, gần 10 giờ kém rồi, 10 giờ kém ấy mà đã nhiều người đi về rồi, thì chắc chợ chỉ đông đủ được như vậy thôi. Giờ là mùa dịch mà, giờ đang là mùa Covid nữa nên là mọi người cũng ít đến đây. Đó. Thì ở đây cũng ít người rồi, mọi người cũng đây, các ông cụ giờ cũng đi về rồi, giờ chỉ còn mấy ông cụ mà đang uống rượu ở trong uống rượu ăn phở ở trong quán mà thôi. Bây giờ thì hầu như là ai cũng lo hoài đi về mất rồi. Đây có hai em rất xinh này. Đó. Thì mình thật sự là bây giờ mình đang đi, bây giờ đi thì bây giờ đang ấy rồi, ít người rồi, vắng rồi. Bây giờ nhé mọi người, bây giờ thì mọi người đang đi về mất rồi, nhiều người giờ đang đi theo hướng đi về, cũng giờ cũng ít người dần rồi, bây giờ cũng tan rồi, những người đi về thì cũng đã đi về, còn bây giờ không thấy ai đến nữa, thì chắc chợ nó chỉ được như vậy thôi. Mình sẽ đi một vòng và mình quay đi một vòng để các bạn theo dõi. Mình sẽ đi một vòng xuống này. Bây giờ rồi các bạn, bây giờ 10 giờ mà nhiều người đã đi về và chợ cũng ít người. Bây giờ cũng vang bóng hơn hàng rồi, mọi người nhìn này. Bây giờ cũng ít hơn rồi. Bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị đi về. Và cũng ít người rồi, bây giờ mọi người đi về hết rồi mọi người ạ. Bây giờ mình cũng đang đi theo hướng đi về này. Và bây giờ chuẩn bị đi về thôi. Có lẽ là mình chỉ qua các bạn xem đến giờ phút này thôi. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi về. Thì chợ nó chỉ được như vậy, nó không được đông vui. Bởi vì bây giờ đang dịch mà, là chợ cũng rất ít người. Đây có em gái rất xinh ở đây này. Ban đầu mình có nói là mình sẽ đi quay và nói chuyện những đứa em xinh, nhưng mà giờ thì không ấy rồi các bạn, không có, nên là bây giờ nên là nghỉ thôi. Bây giờ mình chuẩn bị đi về. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Mọi người đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhé.